Tiếp chương trình là một số thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 4 tháng 1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến, cùng là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9806D và Trương Ngọc Tân, Đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ. Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Bắc Giang phát hiện một số ô tô đưa đón công nhân bị đục số khung, số máy, nhưng vẫn được đăng kiểm, lưu hành, qua xác minh, công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98D06D, công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam có biểu hiện sai phạm. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, công an tỉnh Bắc Giang triệu tập làm việc với lãnh đạo và đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm. Kết quả làm việc cho thấy, từ tháng 3 năm 2021 đến nay, lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm này có hành vi vòi vĩnh nhận tiền của các chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định nhằm bỏ qua một số lỗi của ô tô khi kiểm định. Đấu tranh với các bị can, cơ quan công an làm rõ việc các đối tượng đã thống nhất thu 100 đến 500 000 đồng một xe. Cá biệt có nhiều trường hợp lên đến tiền triệu để bỏ qua các lỗi và cấp giấy đăng kiểm cho chủ phương tiện. Số tiền này sau đó được chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận từ trước. Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các cá nhân, thu giữ hơn 500 triệu đồng và nhiều đồ vật tăng vật liên quan. Qua điều tra, các bị can khai nhận đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Hai trong năm bị can đã tự nguyện nộp lại 1,45 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án. Sáng nay ngày 4 tháng 1, Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Qua xác minh, nạn nhân là chị PNAT, 20 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng cho biết chiều ngày 2 tháng 1, chị T cùng một người đàn ông chưa rõ danh tính đến thuê phòng tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Đến trưa ngày 3 tháng 1, người đàn ông xuống lấy xe máy và rời đi một mình. Đến chiều cùng ngày, chủ nhà nghỉ lên mở khóa phòng thì phát hiện chị T đã tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắc điều tra làm rõ. Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thành phố Móng Cái và các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện một số cơ sở sản xuất chế biến lòng lợn trên địa bàn phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái đã vi phạm nghiêm trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra cơ sở sản xuất của ông Hồ Hiểu Huy, sinh năm 1964, quốc tịch Trung Quốc, lực lượng chức năng phát hiện 4 tấn lòng lợn đông lạnh để dưới nền đất để chờ dã đông. Cạnh đó có một chậu dành nhựa chứa nội tạng động vật ngâm dung dịch bốc mùi hôi thối. Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 8 tấn lòng không được bảo quản đúng quy định, bốc mùi hôi thối và 13 tấn phụ da gồm muối, soda. Tất cả những số hàng trên, chủ cơ sở đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy kiểm dịch. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc, tiếp tục làm rõ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an huyện Hải Châu thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Mai Diễm Phương, 25 tuổi, ngụ phường An Cựu thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế vì bỏ trốn khi truy xét hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Mai Diễm Phương từ Thừa Thiên Huế vào Đà Nẵng để sinh sống, thường xuyên lui tới các địa điểm ăn chơi và thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó hồi tháng 4 năm 2022, công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn và xác định phương là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Song vẫn có không ít công dân tìm cách trốn tránh để không thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mới đây, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt 29 thanh niên không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu đối với 29 trường hợp do không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc ra lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Song rất nhiều công dân đã không có mặt đúng thời gian địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Sáng nay, rất nhiều tài xế phản ánh tình trạng hàng loạt xe ô tô đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội bị mất hoặc bị phá hỏng gương. Theo phản ánh sáng nay 4 tháng 1, nhiều người dân phát hiện ô tô đỗ ven đường Hoàng Minh Thảo hướng từ đường Võ Trí Công đi Phạm Văn Đồng bị mất gương chiếu hậu hoặc bị phá hỏng. Tại hiện trường có khoảng 8 ô tô bị tình trạng trên, trong đó có nhiều xe đỗ trên đường Hoàng Minh Thảo và một số xe đỗ trong khu ngoại giao đoàn. Hiện Công an Phường Xuân Tảo và Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp để xác minh làm rõ vụ việc.